một cái góc đồ phụ tùng, vỏ xe, đồ chơi của mình. Thì hôm nay mình nói về vỏ, mình đang có chương trình sale vỏ. Mình sale vỏ thì hiện tại mình chỉ sale vỏ Pilari. Thì đợt clip trước anh em mình cũng đã báo với anh em ha. Cái bảo hành vỏ họ bảo hành không có đúng với mình. Thì mình đã đền cho khách hàng rồi. Cái vỏ Pilari mà của cái con Scorpion Rally STO này nè. Đó, thì mình không có sự hãng không mình là mình không hài lòng ở cái vấn đề bảo hành. Đó là đổ thừa cho khách, đó là khách chạy vì có vấn đề là mình không chấp nhận. Đó là một nguyên nhân mà mình không bán Pilori nữa. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân nói rõ luôn để mà biết tại sao mình sell, tại sao mình chịu lỗ. Nguyên nhân thứ hai là bên hãng báo với mình nói rất rõ nha, mình không phải nói tại sao. Bên hãng báo với mình là cái dòng vỏ Super Corsa V3 này bên hãng không còn nhập nữa, nó ra Super Corsa V4. Cho nên mình ôm rất là nhiều vỏ Super Corsa V3. Nhưng vấn đề ví dụ như chính xác là mình mua cái lô hàng này là tháng 2. Tháng 2, cuối tháng 1 đầu tháng 2 2024 thì mình ôm gần như hết Super Corsa của bên hãng Tiri này. Vừa mua xong thì đâu đó 1 tuần 2 tuần là tới Tết. Tết bên mình đó, Tết âm mình á. Tết Nguyên Đán đúng không anh? Gọi là Tết Nguyên Đán á. Thì vừa sau hết Tết là giá vỏ xe 2024 giảm. Giảm hơn 1 triệu một cặp. Dòng Rosso 4 mình cũng nhập. Rồi Super Corsa V3 hãng có nhập thêm về. Hãng có nhập mới về. Và giảm giá trên 1 triệu một cặp. Mình rất là cay cú cái vụ này. Tại vì nếu mà làm ăn mà hàng có thuế anh em, mọi thứ đều có một cái lộ trình. Lộ trình là khi anh muốn giảm giá hay thay đổi giá, anh phải báo trước với đại lý. Đừng có chuyện là bán hàng cho người ta xong mình nói mình không nhập nữa để người ta ôm hàng. Ôm xong rồi sao mình vẫn nhập về mình bán. Rồi mình hạ giá xuống. Giống như nếu mà bán đúng giá là bên đại lý đang bán quê vốn. Chưa tính tiền giá mới, anh em được chiết khấu trên giá mới. Có phải anh đang đi giết đại lý không? Lịch trình anh cũng không có. Lịch trình thay đổi giá anh cũng không có. Anh đùng cái anh thích anh đổi anh giảm giá cái người ta đang ôm, anh bán người ta giá cao, người ta mua cả đống vô. Nhìn cái lô vỏ này biết bao nhiêu tiền. Đây chỉ là một phần hàng khi mà còn lại trong mấy tháng qua mình không nhập mình bán cho xả cho hết á. Mình nói thẳng anh em á. Chứ lúc mình ôm hàng là gấp đôi, gấp ba cái chỗ này. Anh em thấy nó khủng khiếp không? Bây giờ mình phải ôm lỗ, mình phải xả lỗ. Mình giảm vỏ xe này chỉ chiết khấu được từ 10 đến 12%, mình đang giảm, mình đang xả 13%. Thậm chí mình xả 15% cho khách luôn để mình lấy thu hồi vốn. Và mình không làm ăn với những doanh nghiệp hay cá nhân mà chơi cái trò đó. Anh là nhà phân phối, anh là một cái hãng, anh phải biết hỗ trợ cho người ta. Cho đại lý anh bán, anh chơi trò đó là người ta ôm hàng giùm anh, người ta chết anh, mình đại lý giống như là một con buôn của anh thôi. Ai mà đồng hành với anh được? Thứ nhất bảo hành anh cũng làm không đúng. Đâu phải là bảo hành hoài đâu anh em, lâu lâu có một cái. Nhưng mà không quan trọng. Quan trọng cái chỗ là mình phải xem xét đúng cái vấn đề bảo hành, đúng hay sai. Lỗi do mình là mình phải chịu, mình là một cái hãng lớn mà mình làm ăn vậy ai làm ăn. Thứ hai nữa, mình là người có tiền, mình mua mình không có gối đầu. Mình mua mình chồng tiền đủ để mình ôm mình bán hàng mà cái hướng đường hướng làm ăn của anh như vậy mà đòi anh làm ăn với tôi. Anh lớn hơn thiệt, nhưng mà vấn đề anh không biết nghĩ cho người khác. Không có một cái doanh nghiệp nào mà làm ăn kiểu đó hết trơn á. Kêu người ta mình không có nhập loại này nữa, đây là mình ôm đi tại vì giá chênh lệch giữa Super Corsa V3 với V4 là nó tới 2 triệu hơn lận.
Cho nên người ta mới ôm cái lô hàng này, ôm xong giờ anh mua hàng súp bò cọc sa đời đét nó cao hơn vậy. Anh nhập về anh bán với giá nó thấp hơn người ta luôn. Giá bằng với cái giá mà anh bán người ta nhập luôn. Anh đang giết người ta chứ còn gì, hỗ trợ. Anh nói hỗ trợ hàng người ta ôm vậy. Chưa được một tháng là anh đã đi thay đổi giá rồi. Lịch trình anh như vậy. Rồi anh hỗ trợ được gì? Anh kêu nhập thêm hàng đi, anh giảm thêm phần trăm cho. Anh bị điên à. Nói thẳng là vậy luôn, anh bị khùng rồi. Người ta đây ôm hàng đây, giảm thêm phần trăm, giảm được thêm mấy phần trăm mà. Bắt ta ôm thêm hàng. Anh đang đi bán hàng với anh là nhà phân phối gì? Đó. Super Sa V3 mình còn tới mấy chục cặp. Bên này với bên này. Đây là mình đã xả hết một nửa rồi. Mình sẽ giảm giá trên trên cái giá bán lẻ của hãng 2024 mình giảm cho anh em 15%. Anh em nào mà mua ôm sỉ mình giảm cho anh em 20%, mình bán cho bỏ ghét luôn. Đó, mình bán cho bỏ ghét, mình ngu mình lỗ mình chịu. Và cái hãng này sau này đừng bao giờ làm ăn với mình nữa. Nói thẳng và thắng như vậy, làm ăn đúng là phải có lời, nhưng mà hàng có thuế nó có lời rất là thấp. Nó có phần trăm của nó 10 đến 12% là hết, mà phải bỏ ra số tiền rất là lớn để ông giỏi về bán. Sau rồi để nhận được những cái như vậy ai mà làm. Giờ cho tôi làm gấp đôi tôi cũng không làm nữa. Làm như thằng du côn nha, ai mà làm. Trong kinh tế á, cái kiểu như vậy đó gọi là du côn. Đúng rồi, em không có nhập ri nữa. Và mình nên nhớ nè, tại sao mình làm gay gắt như vậy. Anh em phải hiểu được một điều rằng khi anh em mua một cái giỏ bên mình hư là mình trách nhiệm của mình trước, là mình test trước và mình thay đổi cho anh em trước cái mới đó. Anh em xưa giờ làm xe bên mình hay là mua một món đồ gì bên mình như bình bọng đi, bảo hành, nói là mang tiếng là bảo hành, nhưng mà đụng tới bên mình cái là mình đưa cho khách trước cái mới trước nè, rồi mình mới xem xét à cái này là do đâu. Nếu mà do khách á thì mình sẽ báo với khách, còn nếu mà do thật sự bên hãng á là mình ứng cho khách, đưa cho khách cái mới trước thay cho khách nè, tiền lắp đặt không lấy luôn. Vì khách biết mình, khách mua ở mình, hãng là ai, ta đéo quan tâm. Cái tâm lý người ta như vậy. Dài dòng ta mệt lắm. Thật sự mà. Mình là cái người chịu trận với khách. Cho nên sau khi mình có một cái nền tảng là gì? Mình có rất là nhiều. Mình ôm rất là nhiều thì mình đền cho khách trước. Để gọi là gì? Là làm cái kiểu là cho nó lẹ. Đó, để cho người ta đỡ mất thời gian cho khách trước, bình hay là gì cũng vậy. Mua đồ bên mình là được vậy. Rồi mình mới gửi lên hãng, 2 tuần lễ hãng mới giải quyết và trả cho mình một cái mail như vậy. Là mình mới chính thức là mình thẳng thắn, là mình nói thẳng ngay lúc đó luôn, lúc gửi mail luôn. Ngưng hoặc ngưng hợp tác có ký thêm gì không? Tại vì lúc ký đại lý có hợp đồng, ngưng hợp tác thôi, khỏi ký thì thôi. Không có mất thêm phí gì không? Tưởng là 1 2 triệu đưa luôn cho xong. Nhưng mà mình mua hàng mình đâu có gối đầu đâu. Mình mua tiền tươi mà. Mình sao phải làm vậy? Không có vậy thôi nghỉ bán. Hàng khác thấy thiếu gì hàng anh em. Thật sự luôn á. Càng ngày do nhà phân phối làm việc làm sao không có trân trọng những cái người đại lý mà có tiền mặt. Người ta không có công nợ mình mừng mình chết bán cho thằng đó, lời cũng vậy mà nó đưa hết tiền xoay đầu vốn lẹ. Còn nhiều thằng bán lẻ 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 lẻ, tại sao mình phải ưu tiên cho mấy thằng lẻ lẻ đó? Thằng này nó ôm quá nhiều rồi, mấy thằng lẻ trong khu vực nó đều phải để cho nó quản lý chứ. Thằng mua ít cũng như thằng mua nhiều, sao ai mua nhiều làm gì đó. Đây là đường hướng mình không nói, mình không hợp thì thôi mình không nói tới. Nhưng vấn đề dở một cái là cái vấn đề này là 7 cái người đại lý nè. Thứ hai bảo hành cũng không được. Giờ vô Mitas và một số hãng mình làm việc đầy, mình có tiền mà, mình những cái sản phẩm mình bán mình phải test hết để mình, và khi mình sai mình phải chịu để mình bồi thường lại cho khách bằng cái mà người ta ủng hộ tin tưởng mình. Anh em tới mua đồ bên mình đâu biết hãng nó là ai đâu, tao mua mày mày xử lý cho tao chứ. Nó đơn giản là vậy cho nó ngắn gọn. Còn hãng mà xử lý mình không đạt mà chơi bài toán tới 2 3 vụ như vậy thì làm sao mà mình tiếp tục với hãng được đó. Và anh em nên nhớ, ví dụ như loại vỏ này, đây là vỏ GS
cặp này của GS một số size dòng Adventure Touring nó sẽ xài cái ADV, nó sẽ xài cái vỏ này. Thì trước đây á, lúc mà chưa có nhập đại trà về á, thì cái cặp vỏ này nó lên tới 8-9 triệu một cặp. Nhưng mà sau khi á, bên mình đặt với hãng, chính bản thân mình nói chuyện đặt vấn đề với sale hãng, nếu em đặt 50 cặp, 100 cặp về thì giá nó như thế nào? Thì ngày hôm nay á, Piri mới về được cho anh em những cái cặp này với giá 5 triệu mấy. Đây là mình đề nghị anh em, mình đề xuất á. Mình đề xuất mình đặt hãng. Và cuối cùng về anh em biết mình chỉ được có 3, 40 cặp, 50 cặp gì. Trong khi mình đặt cả 100 cặp, người ta lại bổ đều cho các đại lý. Trong khi đó mình đề nghị, mình là người đề nghị về. Cuối cùng vậy, ok trả đều bây giờ, tôi bán phá giá. Để tôi thanh lý hết này tôi nghỉ. Cặp này giờ bán cho anh em 4 triệu 9 cặp nha, bao lắp luôn. Anh em ở tỉnh bao ship cho anh em luôn. Anh em coi luôn tất cả nước Việt Nam này có ai bán giá này. Date cao nha, date này 2023 hết á. Date cuối 2023 hết. Nha. Anh em nhìn, bán cho anh em 4 triệu 9, bao lắp hoặc bao ship luôn. Thị trường đang bán nhiêu không? Thị trường đang bán khoảng 5 triệu 6, 5 triệu 7. Mình bán vậy luôn. Và số lượng có hạn. Mình chỉ bán hết như đây thôi và mình không bán hàng free nữa. Đây là mình nói thẳng và thật. Nha. Và khẳng định với anh em luôn, ngoài vỏ ra mình không hợp tác với bên hãng nữa. Thứ nhất, Bố Thắng SBS cũng là bên Hodaka này làm, ngừng mua luôn. Bố Thắng mình nhập Elite về, giá rẻ hơn mà, hàng đều hơn mà, nhập Elite về mình bán không quan trọng à, mình làm ăn. Thứ nhất vấn đề uy tín, thứ hai sự ổn định, hiệu năng nó xem nhau anh em. Cùng một cấp độ đạt chuẩn thì nó phải xem nhau. Giống như Michelin, Piri, Dunlop, có những cái dòng nó cạnh tranh với nhau, phân khúc với nhau, nó xem nhau. Hôm nay cấp độ vỏ này, Piri đánh giá rẻ, sản xuất tại China. À, nhưng mà trên cái vấn đề là chuẩn của Piri, bán qua giá nó tốt hơn. Thì hãng Dunlop cũng sẽ có những cái phân khúc nào họ đẩy. Thật sự đây là bài toán kinh doanh, lấy khách. Chứ còn hãng nào giống như mỗi một số người sẽ thích hãng này, một số người thích hãng kia. Đó, cái vấn đề thích là một chuyện. Nhưng mà sau khi mình luôn tư vấn anh em, một hãng nó sẽ có những cái dòng vỏ đó, nó giá tốt, hiệu năng cao. Ví dụ như Dunlop D24 nè, một cặp bây giờ mình đang bán ra 5 triệu 3 bao lắp nè. Đó. Dunlop 128 là vỏ zin theo xe CBR650. Đó. Z gắn chung Z8. CB650, CBR650. Đây là cái vỏ dòng dành cho cái con Sport và con Naked đời cao. Độ bám rất là tốt. Đi đường City thì nó chịu được cái tốc độ là trên 240. Ha. Đó. Tại sao mình không đi Dunlop D222? Độ bám không bằng. Cái cặp vỏ này trên cái con xe 2024 nó vẫn sử dụng cặp vỏ này, nó chưa nâng cấp cao hơn. Và con Sport nó mới đi vỏ này, còn con Touring nó đi Rod 5 hoặc là Match Trailer. Đó. Thì tại sao nó đi vỏ này? Đủ độ bám cho cái dòng xe Sport. Đó, này là độ cơ bản. Trên cái cặp này mắc hơn chút thì mình đi Mitas 128, giá có 7 triệu mấy à. Đó, độ bám đường cao hơn, chạy trong chắc được luôn. Đó. Nó có những cái hãng nó có những cái phân khúc mà đối thủ không có so sánh được. Vậy tại sao mình lại ôm Fury cái thằng cặp Adventure này, Scorpion Rally STO này? Tại vì cái giá tiền này, cái độ hiệu năng này trong những phân khúc khác không có. So với Mitas cặp tới 11 triệu, so với Dunlop nó cũng mười mấy triệu. Vì này nó rẻ và độ hiệu năng nó có, nó chạy đạt, cho nên mình mới ôm. Đó. Mình không chê hãng Piri nha anh em. Mình đang nói vấn đề là mình bị nhà phân phối xử lý với mình như vậy.
Tại sao mình ôm hàng? Tại vì với cái giá đó mình luôn sẽ coi cái dòng sản phẩm đó với cái giá đó thì những cái đối thủ của họ không lại thì mình mới ôm cái hàng đó. Chứ không phải mình ôm tất cả cho một hãng. Mình chỉ chọn những cái tốt nhất của cái hãng đó. Và thiên về vấn đề là mình hay làm dòng xe đó, cho nên mình mua mình ôm sẵn để được cái phần chiết khấu nó cao hơn và mình sẽ giảm giá xuống, mình bán khách hàng mình lấy khách. Nói thẳng ra là vậy. Đó. Còn á, mình không bán hãng Fury nữa, mình từ chối hợp tác nữa vì những cái chính sách đó, chứ không phải là đồ họ dởm nha. Không phải họ dởm, vì chính sách của họ đối với mình không phù hợp thì mình ngưng bán và mình không muốn tồn kho, mình muốn xả đi cho anh em. Chỉ cần khách hàng lỗ cũng đã lỗ rồi. Nếu là măng sợ lỗ mình đã không làm. Vì bản thân họ đã đưa mình vào con đường mình lỗ. Lỗ chậm hay lỗ nhanh thôi. Giờ mình muốn lỗ nhanh để mình xoay đồ vốn lại, lấy tiền lại. Lỗ hơn chút nhưng mà nó lẹ, đỡ hơn là ôm cái đau đớn dài dài. Đối với mình là vậy ha. Chứ không có, không phải là mình đi ca cẩm rồi này kia, mình không cần thiết. Đây là nói lên cái sự thật tại sao mình làm vậy, và họ không có quyền nói mình phá giá hay trách mình, tại mình ngưng hợp tác rồi mà. Vậy anh nói anh hỗ trợ tôi, vậy anh ôm hàng này về đi, tôi chịu lỗ cho nên anh giá nhập của anh thêm 10% cái lúc mà giá bán cho anh bán cho tôi đó, tôi lỗ thêm 10% nữa cho chơi luôn, ôm hết về làm sao dám. Giờ giá anh ta bán ở dưới mình 10% mà mình đang bán với cái giá, nếu mà tính với cái giá hiện tại đang bán là bán trên thị trường đó, cái bảng giá 2024 là mình đang bán bằng cái giá nhập của mình luôn á. Mà bây giờ mình dựa trên cái giá nhập của mình giảm cho anh em 12, 13, 15%. Mình bán như vậy luôn mà làm sao dám ôm lại. Đó, chơi với đại lý như vậy, làm sao đại lý bán cho mình nữa. Họ chơi cho họ con đường họ muốn, rồi họ sụp tiệm không. Mà trong giai đoạn đang khó khăn anh em đâu phải là đẩy nhanh hàng hóa được đâu. Mà chơi cái bài đó. Không có một cái chỗ nào mà thay đổi giá không báo trước hết. Không phải như ngoài chợ, hôm nay tôi mua người bán đánh bắt rẻ, ta đông quá thì tôi bán rẻ. Sao vậy được? Làm ăn lớn nó có một cái lộ trình của họ. Muốn thay đổi giá mà một cặp tới 1 triệu mấy, đùng cái thay đổi làm gì có. Nha, báo với anh em thẳng thắn như vậy. Và mình xả hai dòng giỏ, đó là Super Corsa và là dòng giỏ Scorpion Rally STR. Hai dòng giỏ này hiện tại số lượng có hạn, chỉ còn mỗi dòng chỉ còn vài chục cặp thôi. Hai dòng giỏ này gom vô khoảng 1 tỷ anh em. Gần 1 tỷ. Hiện tại mình đã xả gần hết, chỉ còn chưa được một nửa giỏ Piri. Nhưng mà giỏ Piri trong này không là khoảng 1 tỷ. Khoảng 1 tỷ. Bán rút 1 tỷ về mua bán xe chơi chơi lỗ chút chút cũng vui nữa. Còn này mình giống như mình bị gài, mình không thích. Chơi trên đầu trên cổ người ta không thích. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cần alo cho mình thì mình sẽ nói lại cái giá. Một cặp Super Corsa V3 120 180 thì giá sau khi giảm giá là còn đâu đó khoảng 8 triệu mấy thôi. Có 8 triệu mấy thôi nha. Còn 120 200 nó chỉ còn 9 triệu mấy thôi. Nó chênh lệch có vài trăm ngàn á. Anh em cứ gọi cho mình để biết cái giá chính xác. Anh em nhập một cặp thì giá nó khác, nhập 5 cặp giá nó khác, nhập 10 cặp giá khác, nhập hết cái lô này giá nó khác. Chơi với anh em vậy để anh em phải có lời, càng ôm nhiều càng được lời nhiều, mình không chơi giống ai kia. Đó, không có chơi giống hãng. Và 120, 180 dành cho những dòng 600, 700, 9, 800, 900. Đó. Giống như Ducati 848 cũng xài xài 180. Còn những cái dòng mà tại sao mình không mua 190? Tại vì cái xe 190 giống như BM, CBR 1000, ZX10 là gắn xay vỏ 200 nó đẹp hơn. Ha, gắn xay vỏ 200 BM, gắn xay vỏ 200 nó đẹp hơn. Đó, ZX10 cũng vậy. CBR 1000 cũng vậy. Những dòng 1000 đi vỏ 200 nó sẽ đẹp hơn. Và cái vỏ nó không có bị bè phù. Cho nên là mình mua vỏ 200 luôn. Báo lại cho anh em biết giá nha. Và cặp vỏ này của GS mình tính theo cặp nha, 4 triệu 9. Hồi nãy giờ giá mình báo á,
mình bao lắp hoặc bao ship cho anh em luôn để mình đẩy chỗ lẹ này, 4 triệu 9 gặp rồi, cảm ơn mọi người.